Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tuần vừa qua mình đã làm hết tất cả là 8 bài văn của em bé lớp 3 tả về con chó. Hôm nay là bài số 9. Nếu mình rảnh mình sẽ làm luôn bài số 10. Mời các bạn chú ý đón xem. Hôm nay mình sẽ trình bày cái bài văn trong top 10 bài văn nổi tiếng tả về chó. Bài văn tả con chó số 9. Ôi tuyệt quá, em reo lên khi thấy mẹ đem về một chú chó thật dễ thương. Em vội ẵm chú vào phòng. Sau một hồi suy nghĩ, em đã đặt cho chú cái tên là Vằn Đen. Khi mẹ mới đem về, Vằn Đen sợ hãi, lúc nào cũng nép trong vách tường. Thế mà chỉ vài ngày sau, chú đã lân la làm quen với em. Em xuống bếp, chú cũng xuống bếp. Em lên phòng, chú cũng lên phòng. Nhìn vào đôi mắt Vằn Đen, em thấy nó như đang ước muốn một điều gì thì phải. Em liền bế nó lên, nói nừng, muốn làm quen với anh hả? Chú mình được thôi, từ nay chú có tên là Vằn Đen, chịu không? Vằn Đen liền phe phẩy cái đuôi như đồng ý với cái tên thật dễ thương của mình. Chú chó này có một bộ lông màu nâu đen kẽ trắng, có hình dáng như một con thạch sùng, được người đời gọi là tứ túc mai hoa. Cái đầu nhỏ nhắn trông giống như một cái yên xe đạp, hai tay lúc nào cũng dựng đứng như đang nghe ngóng một điều gì. Đôi mắt Vằn Đen lộ vẻ ngây thơ, nhưng ban đêm đôi mắt ấy xanh ngời giúp chú có thể nhìn rõ mọi vật. Bộ ri mép vểnh lên trông giống như của một chú hổ con. Cái miệng thoạt nhìn có vẻ hiền lành, nhưng khi chú gầm lên, những chiếc răng nanh hiện ra trông dữ tợn như một con ác thú. Cái mũi thì thật kỳ lạ, lúc nào cũng ương ướt như người bị cảm cúm. Chùm lông đuôi xù xì xoắn thành hình chữ O, phe phẩy khi vui vẻ, duỗi ra khi buồn rầu. Những lúc em đi học về, mới thoạt nhìn thấy ở đầu ngõ, chú đã vui mừng nhảy chồm hai chân trước lên bắt tay em tỏ vẻ thân mật. Khi màn đêm buông xuống, cả gia đình em đang đánh một giấc ngon lành ngay sau một ngày làm việc mệt nhọc, nhưng chú vẫn thức, vẫn đứng đó canh giấc ngủ cho cả nhà, đặc biệt là khi có khách lạ. Chú nhe hai hàm răng thật dữ tợn, sủ gâu gâu, làm cho ông khách nào cũng phải sợ. Thế mà bố em chỉ vừa mới gọi một tiếng là chú im bặt ngay. Tuy là chó nhưng chú cũng rất ghét chuột. Chíp chíp đấy, một con chuột to gan đang đi trước mõm chú đấy. Con chuột xấu xố không biết Vằn Đen đang tức giận, vẫn vô tư nhấm nháp từng hạt thóc ngon lành. Bỗng ào một cái, chú chuột đã nằm gọn trong móng vuốt của Vằn Đen. Thực ra chú ta chỉ định hù dọa con chuột nhỏ bé, nhưng vì vồ quá mạnh nên con chuột thảm thương đã ngoẻo từ bao giờ. Thường ngày khi ăn cơm với chú thì khỏi phải chê, chú ăn lia lịa, ăn không kịp nuốt. Em vừa mới ăn được nó có nửa chén cơm mà chú đã dọn sạch cả cái son to. Ăn xong chú còn liếm lại thật kỹ, như thể không để cho một hạt cơm nào còn sót lại. Trông mới dễ ghét làm sao. Hình như chú thích em lắm. Khi xem tivi, chú hay đến bên em dụi dụi vào chân như muốn em vuốt ve bộ lông mềm mại hay nựng niều với chú một tí. Em quý chú lắm. Những lúc rảnh rỗi, em thường cùng chú chơi đùa không biết chán. Vào những lúc đó,
mọi phiền toái trong đầu em đều tan biến. Vầng đen của em là như thế đó, khôn ngoan và thật đáng yêu. Đó là bài văn của em bé lớp 3 mình vừa trình bày xong. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi video của mình. Tuy rằng số lượng xem rất là ít, nhưng mình cũng cố gắng duy trì để tiếp tục những cái video. Còn một người xem mình cũng vẫn làm, vì đây là mình chọn lựa thú vui và để lưu lại kỷ niệm những chú chó thân thương của mình trên mạng xã hội. Đến khi nào chú không còn ở trong cuộc đời này nữa thì mình sẽ không làm nữa. Và nếu có duyên với con vật khác thì mình sẽ làm tiếp tục. Còn nếu không có duyên nữa thì mình sẽ nghỉ, không làm nữa. Thế thôi. Xin mến chào các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này. Mến chào, thân ái. Hẹn clip sau, mình sẽ làm bài văn số 10, bài văn cuối cùng.